áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, how are you today? And welcome back to Research Channel. My name is Sui. In today's lesson, we continue Unit 3. And today we will learn the vocabulary builder. Xin chào tất cả các bạn, cô tên là Thùy và cô đến từ Vietjet. Hôm nay cô rất là vui vì được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Và đến với bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau học về vocabulary builder. Mình sẽ cùng nhau ôn tập lại những từ vựng mà các bạn đã được học ở trong suốt những từ vựng và những cách diễn đạt mà các bạn đã được học ở trong suốt unit số 3 các bạn nhé. Ok, so without further ado, let's get started. Mình vào bài luôn nhé. Rồi ok. Ở trong bài số 3 này các bạn đã được học về cách diễn đạt những cái động từ mình dùng để mình thể hiện là mình thích một cái điều gì đó hoặc là mình không thích một điều gì đó, đúng không? Ok, ở đây cô sẽ bổ sung thêm và các bạn hãy ghi vào trong vở cho cô những cái cụm từ và những cách diễn đạt này nhé. Khi mà mình muốn diễn đạt expect likes, mình muốn diễn đạt là mình thích một cái gì đó, các bạn có thể sử dụng những cụm sau. Thứ nhất là be keen on, be interested in, be a big fan of, be mad about, be up for hoặc là go for. Còn đâu khi mà các bạn muốn diễn đạt là các bạn không thích một điều gì đó, ngoài cách mình dùng thể phủ định, đúng chưa? Thì các bạn có thể dùng cho cô hai cái từ hoặc là cụm diễn đạt sau. Thứ nhất là can't stand. Can't stand có không thể chịu đựng được, hoặc là hate đơn giản là ghét, đúng không? Đó, ngoài những cách phủ định rất là đơn giản ra nhá, thì mình có thể sử dụng những cái cụm mới như thế này. Bây giờ các bạn ghi thật là kỹ vào trong vở cho cô những cái cách diễn đạt thích và không thích nhá, đặc biệt là cái cách diễn đạt thích. Bởi vì cách diễn đạt thích các bạn có thể thấy là với mỗi một tính từ khác nhau hoặc là với những một động từ khác nhau thì các bạn sẽ đi cùng với cả một giới từ khác nhau. Chú ý nhá, cái phần giới từ này rất là quan trọng và khó. Thì các bạn phải chú ý cho cô và ghi thật là kỹ vào trong bài nhé. Tất cả những cái cụm này đều mang nghĩa rằng là mình rất là thích một cái điều gì đó nhá, cùng chung một ý nghĩa, chỉ khác nhau là khác nhau cách diễn đạt thôi nhá. Rồi ok, bây giờ sau khi mà các bạn đã ghi vào trong vở xong rồi thì mình sẽ cùng nhau làm luôn bài tập ôn tập cái phần này nhá. Đây, các bạn sẽ thấy mình sẽ có bài tập đầu tiên là expressing likes and dislikes, đúng chưa? Exercise number 1. Complete the sentences using the preposition below. One sentence does not lead a preposition. Ở đây mình có 8 câu. Nhiệm vụ các bạn là các bạn sẽ điền cho cô cái phần giới từ vào thích hợp. Trong đó có một câu mình không cần điền giới từ nhá. Ok, ở đây tất cả những cái từ mà xuất hiện ở đây đều là những từ mà cô cho ghi, các bạn ghi ở trong cái mục trước. Bây giờ các bạn chỉ việc so sánh đối chiếu và hoàn thành cho cô bài tập số 1 thôi nhá. Về bài tập này rất là đơn giản, có 8 câu, mình sẽ dùng 4 phút để hoàn thành nhá. Rồi ok, khi làm các bạn xong thì có thể check đáp án cùng với cả cô nhá. Với câu số 1, mình keen thì mình sẽ đi với cả giới từ là on, đúng chưa? Câu này là gì nhỉ? My sister isn't keen on video games. Chị gái của mình thì không thích chơi game, đúng chưa? Isn't keen on phủ định, đúng chưa? Không thích chơi game nhá. Tiếp theo, when I was young, I wasn't interested in sport, đúng chưa? Khi mình còn trẻ thì mình không thích thể thao, đúng chưa? Interested sẽ đi với cả giới từ là in. Tiếp theo câu số 3, Lucy isn't a big fan of horror films. Lucy không thích xem phim kinh dị, đúng chưa? Không phải là fan của phim kinh dị, đúng chưa? A big fan of nhá. Number 4, my parents can't stand loud music. Các bạn còn nhớ không, can't stand có nghĩa là ghét ấy, đúng nhá? Thì cái can't stand ở đây mình sẽ không có giới từ nào đi kèm đâu các bạn nhá. Với câu số 4 chính là cái câu mà không cần giới từ. Rồi câu số 5, I like comedy but I can't get excited about sitcoms, đúng chưa? Excited about là mình thích cái gì, đúng chưa? Mình rất là thích hài nhưng mình thì lại không thích những cái series phim truyền hình dài tập. Ok, câu số 6, Hailey doesn't go for combat games but she likes driving games. Hailey thì không thích những cái game đánh nhau, đúng chưa? Nhưng mà cô ấy thì rất là thích những cái game đua xe, đúng chưa? Rồi ok, mình có go for something cũng là thích cái điều gì đó nhá. Number 7, my cousin is mad about vampire films, đúng chưa? Rồi ok, mad about something có mình phát cuồng về cái điều gì đó, mình hay dùng là be mad about something hoặc là be crazy about something ấy. Đều là rất là thích,
nhá. Rồi câu số 8. My best friend is always up for a trip to the cinema. Đúng chưa? Bạn thân của mình thì luôn luôn thích đi đến rạp chiếu phim. Đúng chưa? Rất đơn giản đúng không? Chỉ cần biết những cái cụm này thì mình đã hoàn toàn có thể hoàn thành xong cái bài tập này. Các bạn về nhà học thật kỹ những cái cách diễn đạt này và giới từ đi cùng với cả từng tính từ hoặc là từng động từ nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sang bài tập tiếp theo. Use the bold phrases in exercise number 1, including the correct prepositions to write your own opinions about the things below. Các bạn sẽ sử dụng những cái cụm ở trong bài tập số 1, bao nhớ là bao gồm cả giới từ nhé, để viết về cái quan điểm của mình về những thứ ở phía dưới. Thứ ở phía dưới là những cái hoạt động giải trí đúng không? Mình có going bowling, có nghĩa là đi chơi trò bowling này. Watching horror films là xem phim kinh dị này. Going out for dinner có nghĩa là ra ngoài ăn tối. Playing board games là chơi board games. Và cooking có nghĩa là nấu ăn, đúng chưa? Vậy các bạn có thể nói ra là mình có thể thích cái hoạt động này, hoặc là ai đó, người thân nào đó của mình thích những cái một song số hoạt động này, đúng chưa? Ở đây thì các bạn có thể nói là gì nhỉ? I can't stand watching horror films có nghĩa là mình không thích xem phim kinh dị, rất là ghét xem phim kinh dị, đúng không? Hoặc là mình có thể nói rằng là I'm a big fan of going bowling. Mình rất là thích chơi bowling, đúng chưa? Hoặc chúng ta có thể nói rằng là my sister is excited about cooking. Chị của tôi rất là thích nấu ăn, đúng chưa? Hoặc là I'm interested in going out for dinner of the weekend with my friends. Mình rất là thích đi ra ngoài ăn tối cùng với cả bạn vào cuối tuần, đúng chưa? Hoặc là mình có thể dùng một cái cách diễn đạt khác là gì nhỉ? My little brother is mad about playing board games. Em trai nhỏ của tôi thì rất là thích chơi board games. Đó, rồi ok, các bạn sử dụng những cái hoạt động ở đây và sử dụng những cách diễn đạt thích hay không thích để nói ra quan điểm ý kiến cá nhân của mình về những cái hoạt động này, đúng không? Các bạn có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức mà mình biết để có thể có được một cái diễn đạt được rõ ràng nhé. Rồi ok, đó là bài tập số 2 vận dụng thôi đúng không? Bây giờ mình sẽ sang bài tiếp theo nhé. Rồi ok, ở bài tiếp theo các bạn thấy là mình sẽ có gì đây? Social activities, những cái hoạt động xã hội nhé. Learn this, đọc cho cô cái phần learn this nhé. Mình sẽ có những cái cụm như sau đúng không? Mình sẽ dùng là go to the park, đi đến đâu đó đúng không? Mình sẽ dùng là go to the park, đi đến công viên này đúng không? Go to the cinema, đi đến rạp chiếu phim. Go to the shopping center, đi đến trung tâm mua sắm. Go to a cafe, đi đến quán cà phê. Go to a restaurant là đi đến nhà hàng, đi ăn đấy đúng không? Hoặc là go to a friend's house, đi đến nhà một người bạn. Đó, đi đến đâu đó các bạn sẽ dùng cho cô là go to rồi cộng với cả một địa điểm, đúng chưa? Tiếp theo ở B sẽ là một vài cách diễn đạt khác đúng không? Ví dụ là go for a walk thì có nghĩa là đi dạo nhé. Hoặc là go for a run có nghĩa rằng là đi chạy bộ. Hoặc là go for a bike ride có nghĩa là đi đạp xe. Với những cái cách diễn đạt này thì các bạn nhớ đây mình gọi là connotation đó, có nghĩa rằng là những cái cụm cố định nhé. Mình sẽ chỉ dùng là go for a walk thôi chứ mình không thể dùng là go to a walk được nhé, thì ghi nhớ cái này nhé. Tiếp theo, đi ra ngoài làm gì đó thì mình có thể dùng là go out for lunch, ra ngoài ăn trưa, hoặc là go out for dinner, ra ngoài ăn tối. Hoặc mình có thể dùng là go out for a coffee, có nghĩa là ra ngoài uống cà phê, đúng không? Rồi, ok. Rồi, ok. Tương tự đi thì mình sẽ có một cái hoạt động, mình chơi một cái hoạt động nào đó, đúng không? Mình sẽ có go dancing, thì nó sẽ bằng với cả dance thôi, là nhảy á, đúng không? Tương tự go skating cũng chính là bằng skate, có nghĩa là trượt băng, đúng chưa? Tương tự là go skateboarding hoặc là go rollerblading, đúng chưa? Đều là những cái hoạt động vui chơi kiểu vậy nhá. Rồi ok, mình còn có cả go cycling, đúng chưa? Đi đạp xe, đúng chưa? Rồi ok, tiếp theo mình có watch là xem đúng không? Mình có watch TV, watch DVD, watch a DVD và watch a film, đúng không? Xem cái gì đó nhá. Cuối cùng F mình có play là chơi, play video games, play volleyball và play tennis là chơi game điện tử này, chơi bóng chuyền và chơi tennis, đúng không? Các bạn sẽ có thể thấy rằng là với mỗi một cái loại giải trí khác nhau thì mình sẽ có những cái hoạt những cái động từ khác nhau, thì cái này thì bắt buộc các bạn sẽ phải học nhá, mình sẽ học thuộc ghi nhớ thôi nhá. Rồi ok, các bạn sẽ ghi cái phần learn this này vào trong vở và sau đó sẽ vận dụng làm cho cô bài tập số 3 nhá. Bài tập số 3 mình có là study the learn this box, then use the underlined verb
to complete the phrases below UH verb ones. Rồi ok, bài tập số 3 thì các bạn thấy là các bạn sẽ sử dụng những cái động từ được gạch chân ở trong cái bảng Learn This và hoàn thành cho cô 6. Hoàn thành cho cô 6 cái cụm ở bên dưới. Nhớ là một động từ mình sẽ chỉ dùng một lần thôi nhá. Rồi ok, các bạn sẽ dùng 6 phút để hoàn thành cho cô bài này nhé. Sau đó mình sẽ cùng nhau chữa. Rồi đầu tiên, a meal. Meal có nghĩa rằng là bữa ăn nhé. Mình sẽ có gì nhỉ? Ra ngoài ăn. Mình có ra ngoài ăn chưa là go out for lunch. Thì ở đây mình cũng đơn giản là go for. Đúng chưa? Rồi ok. Ở kia là go out for lunch. Đúng không? Là ra ngoài ăn trưa. Ở đây thì đơn giản là go for a meal. Có nghĩa rằng là mình đi ăn nhá. Rồi ok. Go for a meal là đi ăn. Rồi tiếp theo, mình sẽ có go swimming là đi bơi. Đúng chưa? Tiếp theo mình sẽ có là go to the beach. Có nghĩa là đi đến bãi biển. Đúng chưa? Rồi ok. Cái này thì cái câu số 1 này là go out for a meal đúng không? Sửa lại đây một chút nhá. Go out for a meal là ra ngoài để ăn đấy, đúng không? Rồi ok. Rồi tiếp nhá. Mình đang sang câu số 4, a talent show, có nghĩa là một cái show truyền hình tìm kiếm tài năng đúng không? Thì mình là xem, đúng chưa? Watch a talent show. Câu số 5 mình có board game thì mình sẽ phải chơi đúng không? Play board game. Và cuối cùng đi dạo. Mình có go for a walk là đi bộ đúng không? Thì mình sẽ có go for a jog cũng là đi bộ. Mà jog nó sẽ khác với cả walk là jog là mình sẽ đi bộ kiểu tập thể dục đúng không? Còn no walk cái là đi dạo rất là thong thả nhá. Ở đây mình có go for a jog. Rồi, ok. Bài số 3 đã rất là đơn giản đúng không? Mình đã học cái phần learn this rồi. Thì các bạn đã có kiến thức để mình hoàn thành xong bài tập số 3 rồi, đúng chưa? Rồi ok, bây giờ mình đến với bài tập số 4 nhá. Speaking. Work in pairs. Find out what your partner does at the weekends. Ask and answer about the activity in the learn this box and exercise number 3. Ở bài phần speaking này thì các bạn sẽ làm việc theo cặp đôi nhá. Ok, mình sẽ hỏi xem là bạn cùng cặp với mình làm gì vào cuối tuần. Các bạn sẽ hỏi và trả lời về những cái hoạt động mà mình đã được học ở trong phần learn this và trong bài tập số 3. Nhá. Ví dụ một câu như thế này. Do you ever go to the cinema at the weekends? Vào cuối tuần cậu có bao giờ đi xem phim không? Thì bạn nào có thể trả lời là gì nhỉ? Yes, I do. Ừ, mình có. Hoặc là no, I don't. Mình không. Hoặc là not very often. Không thường xuyên lắm. Đó. Ở đây hoạt động của mình là go to the cinema. Đúng chưa? Đi xem phim. Thì các bạn có thể thay go to the cinema bằng gì nhỉ? Bằng go for a walk. Hoặc là go out for dinner. Đúng chưa? Hoặc là... mình có thể nói là go swimming. Mình chưa hỏi về cái hoạt động nhá. Ở đây các bạn có thể tham khảo một chút những cái phần gợi ý của cô nhá. Ở đây mình có thể nói thêm là gì nhỉ? Do you ever go for a run in the afternoon? Buổi chiều cậu có bao giờ đi chạy không? Đúng chưa? Bạn thì có thể trả lời là yes but not very often. Có nhưng mà không thường xuyên lắm. Đúng chưa? Hoặc là mình có thể hỏi là do you ever go skating? Cậu có bao giờ đi chụp băng không? Đúng chưa? Thì bạn có trả lời yes I do, mình có. Đó, các bạn sẽ vận dụng tất cả những cái cụm mà mình đã được học mà mình ở trong cái phần learn this ý, và hoàn thành đoạn hội thoại như này để hỏi xem là bạn mình sẽ làm gì vào dịp cuối tuần hoặc là làm gì vào lúc nào nhá. Rồi ok, đó bài speaking khá đơn giản, các bạn cứ thực hành với nhau nhá. Rồi ok, so this is also the end of our lesson today. Thank you so much for the watching. Goodbye and see you in the next video. Bye bye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.